Hi, xin chào các bạn, mình là Thanh Liên Tô. Và ngày hôm nay tiếp tục cái tập series ảo thuật thứ tư, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái màn ảo thuật, đó là nặng chim bồ câu từ trong một cái khăn. Một khăn không có gì, nặng nó ra thành một con chim bồ câu. Đấy, thì trong nghề ảo thuật á, thì người ta gọi đây là cái tiết mục gọi là bắt bồ câu chết. Nó có rất là nhiều bắt bồ câu chết, bắt bồ câu sống, bắt từ tờ báo, từ cái khăn, đủ thứ á, từ trong tay áo. Đấy, thì mình chỉ cho các bạn những cái cơ bản đơn giản trước, rồi sau đó mình sẽ đi vào những cái nâng cao hơn. Đấy, các bạn nhớ bấm like, subscribe để theo dõi những cái video mà mình thường xuyên update lên. Các bạn là những cái người mà subscribe, đăng ký thì các bạn sẽ được nhận video sớm nhất. Đó. Thì bây giờ để thực hiện được cái màn ảo thuật này thì các bạn hãy theo dõi. Mình đã chuẩn bị một số dụng cụ và những cái đồ nghề mà các bạn cần thứ phải chế tạo được nó thì các bạn mới thực hiện được cái màn ảo thuật này. Đấy, có vẻ như con chim này ở ngoài mình đã huấn luyện nó, cho nó ăn và tập cho nó quăng đi quăng về mấy lần rồi, nó có thể là nó khôn lên, nó không có bay tầm bậy nữa. Thì các bạn làm đúng kỹ thuật như mình thì các bạn sẽ được một con chim bồ câu ưng ý. Đó, nó khôn lắm, nó không có còn bay bậy như mấy lần trước mình cầm trên tay là nó bay à, lần này nó không còn bay bậy nữa. Rồi. Mới vừa nói thì chơi chim là vậy đó các bạn, thích thì nó chơi, còn không thích thì nó bay đi à, thôi kệ nó, mình sẽ cố gắng nhào nấu nó để cho nó mình thuần chủng nó lại, đừng cho nó bay vậy nữa. Bây giờ các bạn hãy theo dõi cái clip và mình sẽ chỉ cho các bạn cách thao tác ha. Đây thưa các bạn, dụng cụ của chúng ta cần phải chuẩn bị á, thì các bạn phải có cái cuộn dây cước này, cái này rất là quan trọng. Dây cước đây là dây cước câu cá. Thì các bạn đi ra ngoài mấy chỗ mà nó bán mấy cái dụng cụ câu cá đó, thì các bạn nó bán cho tôi một cuộn dây cước, thì các bạn nhìn vào dây cước thì các bạn thấy nè, nó cũng không quá nhỏ quá, nó cũng không to quá, vừa phải thôi. Các bạn thấy nè, trên màn hình thì các bạn thấy đó, dây cước như thế này rồi. Và cái túi này mang như thế nào, dây kéo rồi nữa, lắp vào như thế nào, thì bây giờ là cái này thì mình phải nói. Cái khăn thì khăn này thì các bạn nên sử dụng cái khăn lụa đó, hoặc là cái khăn gì mình cảm thấy mình thích mình sẽ mua cái khăn đó mình xài, nhưng mà kích thước của nó thì các bạn không được phép để nó nhỏ quá. Rồi, cái túi này may sao đây này, thì cấu tạo của cái túi này á là một cái dây kéo, dây phọt tia, dây kéo á, và máy này nó cũng không có chốt gì hết á. Cái túi này là túi cũng thường thôi chứ không phải túi cao cấp. À, cái túi này thì mình lấy của Phúc NTB á, mình mượn của nó, lười may quá. Đó, thì mình đã làm lên một cái tờ giấy như thế này. Thì các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy được, và các bạn cắt theo cái miếng vải đó, các bạn gấp lại rồi các bạn may. Thì may thì các bạn chỉ được phép may phần này các bạn để nguyên, phần này thì các bạn cũng phải gắn nó vào cái dây này. Thì cái dây này gắn sao, các bạn để ý nè, từ phía trên nè, các bạn lộn là các bạn may nha, may phía trong á, rồi các bạn kéo xuống nè là nó đóng đúng không, kéo lên là nó mở. Thì các bạn lắp cái dây nó phải theo đúng cái chiều như thế này. Giờ kéo xuống nó đóng, kéo lên nó mở nha. Rồi, sau khi được cái phần này rồi, được cái túi rồi như thế này ha. Rồi, mình sẽ chỉ cho các bạn cách dây rất là quan trọng, vì nó quyết định các bạn có đúng kỹ thuật hay không là dây này. Thì ở cái phần dây này, đây, mình cứ chấp đôi lại, là khoảng cách nó khoảng nhiêu đây đi, thì mình cắt nó ra, đó, buộc nó lại, cho nó dư ra đi, các bạn từ từ xử lý nó sau, các bạn buộc nó lại, như vậy, như mình canh như vậy là hơi hơi dài quá,
nó dài quá đúng không? Bạn dùng tới đây thôi, buộc nó lại tới đây. Thấy chưa? Tới đây là vừa nè. Bạn có thể đo bằng cách để vào ngón cái như thế này, đưa lên ngay đây, ở ngay đây vừa. Đấy. Rồi, các bạn buộc nó lại. Ok. Đây. Đây, bây giờ mình chọc nó vào đây. Cái lỗ này mới vừa sơm, nhưng mà đúng của nó luôn, ở đây nó sẽ có cái giống như cái phi để cho các bạn mai đó, các bạn chọc nó qua cho nó gọn. Nhưng mà vậy cũng tương đối ok rồi. Còn ôi shit, hơi ngắn một tí, làm cho nó dài ra. Đó, các bạn làm đúng như mình chỉ này các bạn. Nhiều khi cái dây nó ngắn, cái dài thì các bạn có thể thay đổi nó nha. Các bạn đừng có buộc khác chết luôn, là nó không có thay đổi mở ra mở vào được. Như cái này thì bây giờ mình muốn cho nó dài hơn thì mình buộc cái dây này nó thấp vào đây một tí để mình chọc vào cái lỗ này. Lỗ này các bạn chịu khó đi về. Đấy, cũng ok. Đó, bây giờ mình dùng hai cái dây này mình buộc lại một lần nữa là nó sẽ dính lại. Rồi, được rồi đó. Rồi, dây nó khoảng như đây là ok rồi nha. Bạn đừng có để nó dài quá, chi nó bị điên rồi nó bay sản. Rồi. Rồi, tiếp tục cái chỗ này. Rồi, phải làm như thế nào ha. Bây giờ mình bỏ con chim mà mình kéo lại như thế này, cái là nó kín mít là không có mở ra được con chim nữa. Thì tại sao người ta thiết kế cái dây này nó ngược như vậy? Nó có cái mẹo của nó. Này. Mình dùng cái kéo này, mình phá cho nó hư cái một tí cái đường răng phía bên phía trên đây, để cho nó không có kéo nó dính lại được. Phá nó như thế này thì các bạn cũng không có phải kéo lên tới phía trên, các bạn kéo tới đây thôi, các bạn dừng lại, các bạn cho xuống lại. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ con chim vào để cho các bạn thấy. Đó, nhưng mà một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái túi màu đỏ này, vì á, mình không có cái khăn màu đen, mình làm giữa cái khăn màu đỏ và làm cái túi màu đỏ này luôn. Đó, vì nếu mà làm cái khăn màu đỏ mà cái túi màu đen thì nó sẽ lộ ngay. Để thấy các bạn phải lựa chọn hai cái này nó cùng màu với nhau. Cái túi màu đen thì các bạn phải diễn cái khăn màu đen, còn cái túi màu trắng thì các bạn phải diễn cái khăn màu trắng. Trắng phải gần giống màu đó. Đó, màu đỏ thì hai cái này nó khác biệt quá, cái này một cái đỏ bầm, cái này đỏ tươi, nó không có giống nhau lắm. Các bạn phải lựa chọn hai cái nó giống nhau, phần này các bạn phải tự làm nha. Giờ mình sẽ bắt con chim lại, mình bỏ vào trong cái túi này cho các bạn thấy. Chim ơi, đâu rồi? Đây. Đây. Rồi, bỏ con chim vào. Bỏ cái túi màu trắng này đi. Ủa, cái túi màu đen chứ. Túi màu trắng chưa có làm. Nè. Đó, các bạn kéo lên tới đây một xíu thôi, các bạn đừng kéo lên phía hết. Rồi. Mở cái túi này ra. Nè, nắm tay các bạn nè, nắm bóp con chim lại, túm luôn cái chân của nó vào. Thấy chưa? Rồi. Để cái đuôi vào xuống phía dưới trước nha. Cái đuôi dưới trước. Rồi,
chừng nó hơi không nắm lại là nó nhồi 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 lên nè. Đó. Nó vào xong xuôi hết á. Bạn kéo cái dây này xuống. Đó. Kéo nó xuống. Là bạn đựng chim như thế này. Thấy chưa? Đó. Và khi mà bắt ra, thì bạn chỉ nắm hai cái đầu này thôi, hai cái đầu dây nè. Bắn nó ra. Đó. Thì nó lên này. Thấy chưa? Không cần mà mình phải kéo cái dây này nó phức tạp, mình phải tận dụng cái điểm này banh nó là nó xuất ra. Rồi, bỏ vào cái túi màu đỏ này để mình thị phạm cho các bạn. Đó, bỏ lên là bỏ vào, các bạn phải kéo lên nha. Đó, các bạn đừng không phải kéo lên tuốt lên luôn trên, kéo vừa phải thôi, như đây thôi. Túm chân nó lại hết. Banh cái túi ra. Các bạn cứ thao tác mạnh đại đi, cái con chim này nó không có dễ gì chết đâu. Rồi, kéo nó xuống. Đó. Ok. Giờ nó có phải có một miếng ở đây nha. Để mình xé nó ra tách như thế này, nó ngoi đầu lên. Rồi bây giờ các bạn hãy theo dõi mình chỉ cho các bạn cái phần dùng cái khăn này mang ra con chim này ha. Giờ các bạn bỏ con chim một câu vào cái túi này là hết rồi. Tiếp tục mình sẽ bỏ con chim vào trong cái áo và bắt nó ra. Mình bỏ cái ngăn đầu tiên nha, cái ngăn phía trên cùng. Thì mấy cái áo cái túi này mình không có bạn tính tới nữa, mình nói với các bạn cái video trước rồi. Cái video này thì mình sẽ thị phạm cho các bạn thấy từ cái khăn nạn con chim bồ câu nó như thế nào thôi. Và bình thường á thì ở đây nó có một cái miếng dán đúng chuẩn của nó, để dây vào thì nó sẽ dính. Nhưng mà cái miếng này mình không có kịp thì mình đã sử dụng băng keo này để mình dán vào đây để thị phạm cho các bạn. Rồi đó. Ok. Mình tạm dán cái dây nó vào như thế này. Cũng ok, cũng sai được thôi chứ không gọi là mình chuẩn lắm. Rồi. Các bạn hãy theo dõi ha. Cái khăn thì các bạn có thể làm cái trò ảo thuật gì đó biến ra cái khăn, xong sau đó các bạn diễn tiếp tục từ cái khăn này các bạn nặn ra một con chim bồ câu. Đó. Để hay hơn á, thì các bạn lựa chọn cái khăn nó có con chim ở đây để cho nó đẹp. Thì ở đây mình không có cái khăn chim, mình dùng cái khăn này. Mà cái khăn này cái khuyết điểm rất là nhiều vì nó mỏng. Đó, nó mỏng, nó có thể thấy cái khi mà các bạn bắt con chim ra nó sẽ có thể là thấy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình chỉ cho các bạn. Rồi, đầu tiên thì các bạn được cái khăn rồi, các bạn giúp vào vuốt nó lên làm màu làm mè gì đó. Thì cái phần này thì các bạn phải tìm tòi học hỏi cái phần này. Rồi xong sau đó các bạn vuốt. Đúng không? Rồi, lật qua nè. Xin lỗi các bạn, chỉ cho các bạn cầm cái khăn trước rồi mới lật. Đó, cái khăn cầm á thì như thế này, nếu các bạn cầm như thế này là sai. Các bạn không bắt được chim bồ câu đâu. Đó, các bạn phải cầm dùng hai ngón tay, ngón giữa và ngón trỏ. Đó, các bạn kẹp cái đầu khăn như thế này cho mình, kẹp như thế này, và bên đây cũng có thể là như vậy, hình như vậy, hai ngón mình cầm cái khăn như thế này mình vuốt như thế nào, đây, ngón cái mình để tự do, đây, ngón cái mình để tự do, rồi mình như vậy lật qua đây, đó, rồi lật qua đây lại, rồi mình nó đưa qua đây, đưa về đây, thì khi mà đưa về đây là ngón cái các bạn thấy không, chính những ngón cái tự do khi mà đưa về thì nó sẽ đụng sợi dây. Rồi thấy không? Thấy cái điểm này ở đường 10 sợi dây nè. Thì khi đụng sợi dây thì mình cho nó dính vào ngón cái luôn. Xong sau đó mình đi vào mình vuốt cái đầu khăn bên đây. Vuốt bên đây để cho khán giả, mình đánh lừa khán giả đó, mình đánh lừa cho khán giả tập trung vào phần này để chi? Nếu mà các bạn không để cứ kéo quanh đây gì rồi, các bạn để yên không gì nè. Thì người ta sẽ dư cái khoảng thời gian ra để người ta suy nghĩ, người ta đón. Đó, thì chính vì vậy các bạn không được bỏ khoảng trống nào hết. Và nhóm thời gian các bạn phải đánh lạc hướng người ta bằng cách bên đây mình sẽ bỏ vũ khăn bên đây một cái. Rồi sau khi mình vũ một cái rồi nè, cái phần ngón cái nè, các bạn thật là nhanh vì á sơ xuất cái chỗ ăn tiền hay không ăn tiền là ở điểm này. Bạn sơ xuất cái là nó sẽ lộ. Bây giờ mình làm chậm nha, nếu mà có sơ xuất thì các bạn bỏ qua ha, mình làm chậm nè. Nè, khi mà cái tay mình kéo về đây đúng không, cái khăn phía bên đầu, khăn phía bên tay trái nè, các bạn thả ra, các bạn đưa về phía ngoài, đưa vào phía ngoài như thế này.
Đó, đưa vào phía ngoài để các bạn hứng. Hứng cái gì? Nguyên cái bàn tay của mình nè. Các bạn thấy nè, các bạn hứng vào đây thì cái khăn nó sẽ che được cái túi này. Hứng nó vào đây. Thấy chưa? Rồi, thì nó che được mắt khán giả ở phía ngoài, khán giả nhìn vào thì không, khán giả sẽ không thấy được cái phần này đâu. Đó, vì cái tay mình nguyên bàn tay mình đã bợ cái phần con chim bồ câu này rồi. Thấy chưa? Rồi, sau đó lên được như thế này, các bạn túm cái khăn lại. Đó, mình túm lại đừng cho nó lòi cái túi này ra. Nếu như mà các bạn sử dụng hai cái màu túi, cái khăn vừa giữa cái khăn và cái túi đựng chim nó cùng màu với nhau á thì nó chuẩn tuyệt đối. Đấy, còn kẹt kẹt quá khi mà cái màu giống như cái khăn nó đỏ mà đỏ tươi mà cái túi mà nó sặc một tí á, thì các bạn phải tận dụng mấy cái điểm yếu này, các bạn phải làm thật là chuẩn. Đó. Rồi, sau khi mà các bạn bắt đựng chim lên tay dữ ngon rồi. Rồi. Chân nè, chân trái nó mình đưa vào phía sau á. Hiện tại cái chân trái mình là phía trước, chân phải mình là phía sau. Đó, cái thế của mình diễn là như thế này. Xong sau đó các bạn xoay người vào đây, cái chân trái của các bạn đưa vào phía sau. Đưa vào phía sau một tí, mình xoay người vào phía bên tay phải. Xoay người phía bên tay phải. Thì rất là đơn giản rồi, cái phần này tới đây á là mình chỉ cần đây nè các bạn. Mình kéo cái phần tia này ra thôi. Nha, xoay qua đây các bạn dùng nguyên cái bàn tay mình che cái phần này lại. Mình túm nguyên con chim trong đây nè, mình che nó lại. Và lúc này mình banh cái khăn ra. Các bạn tuyệt đối là không có để cho cái phần này nó lòi lên nha. Các bạn dùng cái khăn các bạn che che nó lại. Đó, các bạn nặng nó ra. Cho cái đầu nó lú lên trước. Đầu nó lú lên trước. Rồi, khi mận chim nó ngoi lên, tự động con chim nó ngoi lên nè các bạn. Rồi cái phần mận chim nó ngoi lên rồi, mình đưa tay phải ra mình để lên. Đó, phần cái tay trái này các bạn gom cái khăn với lại cái túi lại với nhau. Đó các bạn. Về đây. Đó, thấy chưa? Cái tay này nè, mình hạ xuống. Mình đưa con chim ra thì khán giả lúc này họ sẽ tập trung phần con chim. Tại vì họ nghĩ khi nãy ở đâu trong cái khăn nó xuất hiện một con chim. Họ thì khán giả sẽ không có để ý phần này. Phần này các bạn túm lại. Đó, bạn bỏ vô cái sập gác của mình diễn đó. Đó. Tới đây thì các bạn có thể cái video sau này mình sẽ chỉ cho các bạn tới đây các bạn có thể từ một con chim các bạn có thể bắt cho thành hai con chim. Thì cái động tác sau này mình sẽ làm một cái video đó mình chỉ cho các bạn. Còn bây giờ mình sẽ làm lại, chỉ cho các bạn lại ha. Cho các bạn theo dõi lại một lần nữa. Thì con chim này nó như vậy, nó dơ lắm. Nó cứ ị liên tục à. Phải chịu hy sinh rồi. Chơi chim mà các bạn, đâu có dễ. Con chim này nó quậy lắm. Bạn nhớ coi video mà thấy cảm thấy hay, bấm like, subscribe kênh YouTube của mình nha các bạn. Bỏ nó vào. Con chim này nó hơi to một tí rồi đó. Chắc có lẽ nó ăn mặc, cho nó ăn nhiều quá, không có việc vận động đó. Các bạn cũng đừng có sợ nó chết nha. Các bạn cứ mạnh tay mà các bạn chơi. Không có... Con chim này chết thì các bạn đổi con khác. Nhưng mà con chim có chim nhà thì đừng chơi mạnh quá. Được mà hơi giờ bỏ vào đây đi, làm lại ha. Thì mình biết cái gì mình chỉ cho các bạn cái đó. Còn bạn nào mà cao siêu hơn quá thì đừng có coi video này gà to rồi chửi mình đó, thì mình không có thích cái điều đó đâu. Mình chỉ biết nào mình chỉ cho các bạn cái đó thôi. Rồi ha. Rồi. Bỏ qua mấy cái động tác kia nha, mình đi vào nè. Đưa qua đây. Lật qua cho lật lại. Đưa tay về đây. Thấy chưa? Các bạn phải tập quen. Các bạn phải tập quen cái này trước. Các bạn không cần phải bắt con chim, các bạn cứ tập quen nè. Qua, lật lại. Đó. Đưa qua, đưa lại, đưa về mà nó dính được sợi dây nè, thấy chưa? Là ok. Chuẩn, không cần phải bắt ra, bắt ra từ từ mình tính sao. Rồi được như vậy rồi, chuẩn được như vậy rồi á, thì mình mới tiến tới cái bước thứ hai. Chuẩn được vô như vậy nè, tới bước thứ hai ha. Rồi bước thứ hai thì mình cũng sẽ làm chậm luôn cho các bạn được nhìn ha. Thấy chưa? Ra nè,
cái tay này nè, bợ nó lại. Bỏ chim ra cho các bạn thấy. Về đây, lật qua lật lại, về đây, chỉnh này chỉnh dây rồi đúng không? Kéo về đây. Đó. Thấy chưa? Bạn tập như vậy cũng được, không cần phải có con chim, bạn tập quen cái động tác tay mình đi. Đưa về đây, hãy dính nè. Rồi. Gom cái khăn lại. Đưa cái chân trái ra, xoay người qua bên đây. Gom gom lại, mở nó lên. Đó, đơn giản mà. Đúng không? Rồi, kết thúc video tại đây. Nhớ bấm like, subscribe kênh YouTube của mình nha các bạn.